Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Anh lớp 7 trên trang web olm.vn. Cô trò chúng mình hãy cùng tiếp tục một bài học mới, một chủ đề mới. Unit 4, Music and Arts. Getting started. Chủ đề của unit này là về âm nhạc và nghệ thuật. Và cô tin chắc rằng các con rất hào hứng với chủ đề này phải không nào? Hy vọng các con sẽ học được nhiều từ vựng mới và cấu trúc hay thuộc chủ đề này. Chúng ta cùng đi vào phần khởi động. Nội dung phần hội thoại hôm nay xoay quanh cuộc trò chuyện giữa bạn Nga và bạn Ben. Các con cùng theo dõi nhé! Hey Ben, do you usually listen to music? Yes, I love music. I usually listen to US and UK songs. Me too. Do you play any instruments? I'm learning to play the piano. It's more interesting than I thought. That's great. Do you know or admire any famous pianists? Ludwig van Beethoven. An influential composer in the world. He is very different from other pianists. What will you do this weekend, Nga? I don't have any plans yet. What about going to Dome Ho Art Gallery in Quang Kim District? Actually, art isn't my thing. Come on, it's beautiful. Is it expensive? No, it's not. It's as cheap as a cinema ticket. Let me see. Okay, I'll go with you. Chúng mình cùng làm những bài tập trắc nghiệm nhỏ sau đây của cô để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu chi tiết nhé. Các con làm bài rất tốt. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, các bạn nhỏ có sử dụng một số diễn đạt đặc biệt. Hãy cùng cô đi tìm hiểu xem đó là những diễn đạt nào nhé. Đầu tiên, khi muốn diễn đạt hay bày tỏ thái độ phàn nàn, hơi khó chịu một chút, thì các con có thể sử dụng cụm từ sau đây, đó là Come on. Dịch nôm na có nghĩa là thôi nào, đừng như vậy mà. Tiếp theo, khi nhận được một câu hỏi hay một lời gợi ý mà chúng ta vẫn còn muốn suy nghĩ thêm, thì con có thể sử dụng cụm từ sau đây. Let me see. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là để mình nghĩ thêm nhé. Cuối cùng, khi nói rằng mình không thích cái gì đó, thì các con có thể sử dụng cụm từ đó là It isn't my thing. Có nghĩa là đó không phải là thứ mà mình thích. Chúng mình cùng nhắc lại cả ba cụm từ này. Come on. Let me see. It isn't my thing. Bây giờ hãy cùng luyện tập cách sử dụng các cụm từ này trong văn cảnh cụ thể bằng cách thực hiện các bài tập sau đây của cô nhé. Các con đã nắm vững bài rồi đấy. Trong phần tiếp theo của bài học đó là phần từ vựng, cô sẽ giới thiệu đến các con những từ vựng thuộc chủ đề âm nhạc, nghệ thuật. Đầu tiên, khi muốn miêu tả các bức tranh chân dung, con sử dụng từ Portrait. Vậy còn khi muốn miêu tả những bức tranh nói chung thì con sử dụng từ Painting. Nơi trưng bày các bức tranh, triển lãm nghệ thuật hay phòng tranh thì được gọi là Art Gallery. Và cuối cùng là nơi trưng bày những hiện vật có liên quan đến lịch sử, tức là bảo tàng, thì trong tiếng Anh chúng mình nói là Museum, Portrait, Painting, Art Gallery, Museum. Để làm nghệ thuật thì mỗi người nghệ sĩ cần có những công cụ cần thiết. Đầu tiên đối với người ca sĩ cần có chiếc micro, từ này trong tiếng Anh được phát âm là Microphone. Các loại nhạc cụ nói chung như guitar, trống hay kèn vân vân thì trong tiếng Anh chúng ta sử dụng từ Musical instruments. Cuối cùng, con có biết là người họa sĩ cần có dụng cụ gì để vẽ hay không? Đó chính là chiếc cọ vẽ được gọi là Paintbrush. Microphone. Musical instruments. Paintbrush. Để xem chúng mình đã nhớ bài hay chưa, hãy cùng làm những bài tập sau đây của cô nhé. Các con làm bài rất tốt đấy. Như vậy là nội dung bài học ngày hôm nay của cô trò chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy luyện tập tại nhà và hẹn gặp lại.
lại các con trong những video bài giảng tiếp theo trên olmr.vn.